An ninh cho nhân dân. Chương trình 1969 đã được đưa vào quỹ đạo. Chúng tôi bắt đầu dự tính cho năm tới, năm 1970. Tin rằng các chương trình riêng biệt đã được tiến hành suôn sẻ. Chúng tôi hy vọng sẽ áp dụng nó cho các xã ấp mới. Cuối 1969, nền an ninh cơ bản của phần lớn dân chúng đã đạt được, như tỷ lệ số dân trong các làng xếp loại C, hay hơn nữa theo hệ thống đánh giá thôn ấp của chúng tôi được nâng cao đã chứng minh. Và các con số này đã được các cố vấn ở địa phương của CO và các báo cáo thanh tra của các quan chức cao cấp, trong đó có cả tôi, xác nhận. Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là vượt mức cơ bản ấy và đưa được nhiều làng lên mức A hoặc B, tức là nơi người dân có thể sống yên ổn mà không phải lo sợ gì về những cuộc đột nhập lúc ấy đã trở nên lẻ tẻ của địch. Mục tiêu đề ra là tăng được lên 90% số dân toàn quốc. Năm 1969 đã đạt loại C, thì năm 1970 lên được hai loại trên A hoặc B. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách cải thiện đều đặn an ninh cho dân, và cũng phải cả bằng cách cải thiện những khía cạnh chính trị và kinh tế cho dân theo hệ thống đánh giá thôn ấp. Chúng tôi có ý định sẽ tạo nên một bước nhảy trên tất cả các mặt của đời sống nông thôn. Tổng thống Thiệu thể hiện mong muốn ấy khi ông yêu cầu sửa lại cái tên Việt Nam của kế hoạch. Từ Bình Định và Kiến Thiết, thực ra là Tái Thiết, ông đề nghị đổi thành Bình Định và Phát Triển. Đề tài chủ yếu của giai đoạn mới này là áp dụng Việt Nam hóa vào chương trình Bình Định. Quân đội Mỹ đã bắt đầu bước vào tiến trình rút quân về nước và bắt đầu trao trách nhiệm hoạt động quân sự cho quân đội quốc gia Nam Việt Nam. Còn thực hiện chương trình Bình Định thì ngay từ đầu đã là công việc của người Việt Nam rồi. Chỉ lấy một ví dụ để chứng minh thì rõ ràng người Mỹ không thể làm được việc xây dựng khối đoàn kết trong một thôn xã bằng cách tham gia vào cuộc bầu của xã. Cho nên người Mỹ chỉ có thể giúp đỡ chứ không có quyền chỉ huy điều hành kế hoạch Bình Định. Một nguyên tắc nữa chúng tôi đã đề ra trong thực hiện chiến dịch Bình Định cấp tốc và kế hoạch 1969. Nhiều biện pháp đã được quyết định để tăng cường quyền lực cho những người được bầu cử ở địa phương. Ấp trưởng, xã trưởng được trao quyền hạn đối với đơn vị cảnh sát quốc gia nằm trong ấp, xã mình. Và đối với đơn vị dân vệ là những lực lượng trước đây chỉ thuộc quyền cấp trên theo hệ thống của họ. Việc bắt người trong khuôn khổ chương trình Phượng Hoàng phải được trưởng thôn cho ý kiến, bởi ông là người quen biết dân làng nên ông có thể sửa lại những sai lầm quá rõ. Kinh phí cho công tác phát triển cũng được cấp phát gấp đôi mà không phải xin phép trước. Và người ta bắt đầu dự tính sẽ bầu cả một chính quyền ở cấp tỉnh. Chương trình Phượng Hoàng đòi hỏi một sự quan tâm đặc biệt. Phần lớn các báo cáo hàng tháng của chúng tôi liên quan đến các tỉnh đều phàn nàn rằng ở đấy chương trình Phượng Hoàng hoạt động rất tồi, nếu như nó có hoạt động. Một số báo cáo phản ánh hiện tượng có những người bị bắt, rồi chỉ sau đó vài ngày hay vài tuần họ lại được thả ra và tiếp tục hoạt động. Một số báo cáo khác thì lên án một cách làm phổ biến được áp dụng ở nhiều nơi. Đó là để làm cho các cấp trên lầm tưởng rằng đã đạt được mục tiêu Bình Định, tức là loại trừ bớt cán bộ Cộng sản bí mật. Một số địa phương đã gán cho những du kích bình thường bị bắt trong các cuộc vây giáp hay các cuộc hành quân cái tên là cán bộ Việt Cộng. Và cuối cùng cũng rất phổ biến là chủ nghĩa khoan hòa ở nhiều quan chức địa phương. Họ ngại không muốn đụng chạm đến một số khu vực nào đấy của Cộng sản. Một vấn đề khác có tính chất cố hữu của chương trình Phượng Hoàng đã bị đặc biệt chỉ trích ở Mỹ, đó là sự tàn bạo. Người ta không thể chối cãi được điều đó, dù rằng chúng tôi đã có chỉ thị rõ ràng cho các cố vấn Mỹ là bất kỳ thế nào, họ cũng phải tố cáo mọi biểu hiện của thói tàn bạo lên cấp trên, để cấp trên có những xử lý thích đáng. Và đây là một thí dụ để minh họa cho tính phức tạp và những sức ép của chiến tranh. Một cố vấn cấp cao của tỉnh báo cáo tôi về việc sau khi bắt được một nữ cán bộ Việt Cộng, viên quận trưởng đã cấp tốc tới nơi và vừa bước xuống xe, ông ta đã rút súng bắn chết liền người nữ cán bộ ấy. Tôi phàn nàn với thủ tướng và viên quận trưởng đã bị cách chức. Thế là sau đó khi gặp tôi, viên cố vấn tỉnh đã trách tôi về việc đó, lý lẽ rằng đấy là viên quận trưởng xuất sắc nhất trong tỉnh. Sở dĩ ông ta bắn người phụ nữ ấy, đó là vì ông ta biết người phụ nữ này là người chịu trách nhiệm chính về cái chết của nhiều người thân trong gia đình ông. Chúng tôi đã phải làm việc rất vất vả để giải quyết những vấn đề của Phượng Hoàng, được bổ sung khoảng 500 sĩ quan tình báo được đào tạo đặc biệt để đảm đương vai trò cố vấn ở tỉnh hoặc huyện
chúng tôi đã củng cố lại một cách tốt hơn cơ cấu của tổ chức. Với cán bộ cộng sản, chúng tôi phân loại thành A là đảng viên, thành viên quan trọng của mặt trận, B là cán bộ quan trọng đảm đương một vị trí then chốt như là thu thuế chẳng hạn, hay là đội trưởng du kích, C là chiến sĩ thường của cộng sản như hội viên của một tổ chức ở địa phương, làm liên lạc hay hậu cần, đội viên dân quân du kích. Chúng tôi đã hướng dẫn cho mọi người là không phải quan tâm nhiều đến loại C, vì loại này không nằm trong danh sách mục tiêu của Phượng Hoàng. Loại B có thể bắt giữ tối đa 1 năm, loại A tối đa 2 năm và có thể kéo dài hơn sau khi xem xét cụ thể. Để xác định ai thuộc vào diện hạ tầng cơ sở của Cộng sản, chúng tôi có những chỉ thị chi tiết đòi hỏi phải có 3 báo cáo riêng rẽ về người đó. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện cách lập hồ sơ, dựng một biểu đồ của bộ máy Cộng sản ở một ấp, xã bằng cách phát hiện dần dần những kẻ còn chưa biết. Sau đó, bằng một quá trình tỉ mỉ kiên nhẫn, chúng tôi đã xây dựng một chương trình được thông tin hóa để đề ra được một trật tự chặt chẽ cho chương trình. Một sĩ quan giàu sáng kiến của UCA đã đề nghị dán rộng rãi ở các chợ những bản áp phích mô tả bộ máy cộng sản ở địa phương với tên và ảnh của những kẻ chúng tôi đã nắm được. Những áp phích ấy có hai cái lợi: nó khuyến khích dân chúng giúp chúng tôi bắt cộng sản, và nó cũng tạo cơ hội cho bà con được tham gia ý kiến khi mà tin tức của chúng tôi không đúng. Điều khác giữa áp phích của chúng tôi với áp phích trước đây người ta dán ở miền Tây nước Mỹ, hứa có thưởng cho những ai bắt được những tên tội phạm dù sống hay chết, là chúng tôi đảm bảo cho những người có tên trên áp phích sẽ được hưởng khoan hồng và họ sẽ không hề bị trừng phạt vì những gì họ đã làm trước đó. Không có một biện pháp nào tỏ ra là một môn thuốc bách bệnh, và những lời phàn nàn của các cố vấn vẫn tiếp tục đổ về phía chúng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục Phượng Hoàng với những cải tiến sửa lại cho đúng, bởi tôi cảm thấy như nó tạo ra một đối âm chủ yếu với phần còn lại của chương trình Bình Định. Quả vậy, chủ định của chương trình Bình Định là khuyến khích dân chúng tự bảo vệ và cải thiện điều kiện sống của mình bằng cách tăng cường an ninh, trong khi Phượng Hoàng đúng là thứ vũ khí giúp họ chống lại những âm mưu xâm nhập, can dự vào của Cộng sản vào đời sống nông thôn ở các làng mà chúng tôi muốn giúp họ thực hiện quyền lực của họ. Mục tiêu mới của kế hoạch 1970 cũng chú ý cả khu vực đô thị. Do những sức ép đối với nông thôn, những tác động về kinh tế bởi sự có mặt đông đảo của quân đội Mỹ và những yêu cầu dịch vụ của họ, sự tăng trưởng đáng kể của thương mại và công nghiệp nhẹ, thành thị bây giờ chứa đựng tới 60% dân số Nam Việt Nam. Trong thời gian còn công tác ở phân cục Viễn Đông của CIA, tôi đã có nhiều lần tới Singapore. Ở đấy, tôi đã bị quyến rũ bởi cái cách mà Đảng Hành động Dân chúng đã thành lập được ở các quận của thành phố quốc gia này, một mạng lưới các trung tâm cộng đồng có tính tập thể, dùng để làm cơ sở cho các hoạt động xã hội, quản lý, thực hiện nghĩa vụ công dân của người dân thành phố. Sài Gòn và các thành thị Nam Việt Nam khác lại còn cần đến các trung tâm ấy hơn cả Singapore, bởi đối với người dân, nó sẽ trở thành các cực để tập hợp họ, có khả năng thay thế cho sự lôi cuốn của các cán bộ cộng sản và các mạng lưới bí mật của nó. Vậy là kế hoạch 1970 dự tính sẽ thành lập các trung tâm kiểu đó, cũng như tổ chức các đơn vị tự vệ ở các trung tâm đô thị. Nhờ hệ thống ấy, người dân có thể tổ chức các đội tuần tra để đảm bảo an ninh cho mình và tiến hành các hoạt động tập thể của khu phố như là thu nhặt rác hay là sửa chữa hè phố, có sự tài trợ của một khoản vốn tựa như là quỹ phát triển nông thôn của quận sau khi được dân biểu quyết. Tôi theo ông trưởng khu đến dự những buổi họp tối của dân tụ họp trong một cái sân, nghe họ phát biểu sôi nổi về những yêu cầu của họ như là phải có thêm những điểm nước sạch chẳng hạn, trong khi vọng từ trên gác xuống những tiếng đập chi chát của lũ trẻ đang chơi bóng bàn. Rõ ràng tương lai của một nước Việt Nam tự do sẽ phải tiến lên từ một ý thức tập thể của các cộng đồng như vậy, cả ở thành thị cũng như ở nông thôn, và những trung tâm ấy sẽ làm mọi cách để tránh những vụ rối loạn của người dân thành phố mà sự nguy hiểm của nó tỏa ra chẳng kém gì chiến tranh du kích ở nông thôn. Với những người dân miền núi thì vấn đề lại phải ra một cách khác. Văn hóa và kinh tế của họ rất thô sơ. Từ cổ xưa đến giờ, ở họ chẳng có gì thay đổi. Họ làm lúa nương, áp dụng phương pháp canh tác
từ tổ tiên xa xưa truyền lại. Tức là khi cần đất để trồng lúa thì họ chặt cây, đốt rẫy. Họ chia thành nhiều bộ tộc và sống khép kín, ít có quan hệ với nhau. Người Pháp dành cho họ một số phận riêng và thường sử dụng họ để xây dựng các đơn vị lính giọng, một thứ lực lượng đặc biệt của miền núi. Đó là những chiến binh tài giỏi, có lẽ nhờ tinh thần chống người Việt của họ. Đối với dân tộc miền núi, người dân miền Nam thương hại họ giống như cái cách mà ở Mỹ chúng tôi đối xử với những thổ dân da đỏ miền Tây. Năm 1965, tình hình căng thẳng tới mức một số bộ tộc đã nổi lên chống lại chính quyền Việt Nam, đòi quyền tự trị và nghĩ rằng họ có thể được lực lượng đặc biệt của quân đội Mỹ ủng hộ. Người ta đã thoát ra khỏi rắc rối này bằng cách nói rõ với họ là người Mỹ chỉ có thể ủng hộ họ qua trung gian của người Việt Nam. Và về điều này, ngay từ đầu CIA đã hiểu rõ. Chương trình Bình Định mới đã tạo ra một cách để giải quyết những khó khăn cố hữu của những mối quan hệ đó. Giữa những năm 1960, CIA đã cử đến chỗ những người dân miền núi, những đội công tác chính trị giống như những đội mà họ đã cử đến các thôn ven biển rồi sau đó nhân rộng ra cả nước, dưới cái tên là Cán bộ Phát triển Nông thôn. Giờ đây các đội công tác ấy và các trại huấn luyện vùng cao của họ đã được đưa vào kế hoạch tổng thể của chương trình Bình Định của các tỉnh miền núi. Họ trực thuộc vào chính quyền địa phương và được sự giúp đỡ của các cố vấn co ở địa phương. Cũng như thế, các lực lượng an ninh lãnh thổ và các chương trình của lực lượng tự vệ dân chúng được co giúp đỡ, cũng nhận được lệnh là phải có sự quan tâm đặc biệt tới an ninh của các buôn làng vùng cao. Để chăm sóc nơi ăn trốn ở cho những người dân vùng cao phải di tản khỏi những vùng xảy ra chiến tranh ác liệt giữa quân chính phủ và bộ đội chủ lực Bắc Việt, người ta đã có những nỗ lực đáng kể. Chính trong giai đoạn này, vấn đề di cư bắt buộc đã nảy sinh. Một số nhà chức trách địa phương của Việt Nam đã bắt buộc người dân phải rời bỏ các buôn làng hẻo lánh và bị đe dọa của họ để chuyển đến ở những nơi người ta có thể che chở cho họ. Bước đầu là thường phải chuyển họ đến ở các trại tị nạn. Trong khi người vùng núi rất ngán chuyện phải rời bỏ quê hương, thì các chỉ huy vùng với cách suy nghĩ thực tế cho rằng đó là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Vì họ không tài nào có thể bảo vệ cho nổi biết bao nhiêu làng, mà mỗi làng chỉ vẹn vẹn có 2-3 nhà mà lại ở rải rác xa nhau. Cuối cùng, tôi đã tìm được một giải pháp trung gian mà theo tôi đó là một sự thỏa hiệp đôi bên có thể chấp nhận được. Trong những chỉ thị cho chương trình Bình Định, người ta quy định là cấm không một quan chức nào phụ trách công tác Bình Định lại có quyền bắt dân phải di rời, trừ phi là biện pháp đặc biệt đấy được Hội đồng Trung ương ở Sài Gòn cho phép. Tổng thống Thiệu nhấn mạnh điều này bằng cách nhắc đi nhắc lại rằng mục tiêu của chương trình là mang lại an ninh cho dân, chứ không phải là đưa người dân tới chỗ có an ninh. Thậm chí, ông còn giao chức Bộ trưởng các sắc tộc thiểu số cho một trong những thủ lĩnh trước đây của vụ bạo loạn 1965 và bổ nhiệm một sĩ quan người dân tộc miền núi lên làm tỉnh trưởng tỉnh Pleiku, một trong những tỉnh quan trọng nhất trên vùng núi. Có một dấu hiệu khác về sự đồng tâm nhất trí đối với chương trình của chính phủ. Bác sĩ Phan Quang Đán, một cựu sinh viên của Harvard và vốn là kẻ thù không đội trời chung với Ngô Đình Diệm, đã nhận lời tham gia chính phủ để phụ trách công tác tái định cư cho những người tị nạn và những người phải di tản vì chiến tranh. Ông ham hở bắt tay vào việc với một sự nhiệt tình đáng kể và với sự ủng hộ hoàn toàn của co. Có lẽ tôi là người duy nhất thấy được điều trớ trêu của tình thế. Đó là Đán cũng ham hở với công việc, chẳng khác nào ham hở của Diệm năm xưa đối với vẫn công việc ấy. Chương trình Bình Định tất nhiên chẳng chấm dứt được hết việc di rời bắt buộc. Song dù sao, nó cũng hạn chế được ít nhiều những khuyết điểm của phương pháp cũ. Còn về phía địch, họ đã bị tác động bởi phương pháp mới. Bằng chứng là một hôm tới thăm một trại tị nạn, chân tôi vấp phải cánh của đuôi đạn súng cối 82 đã bị han rỉ. Viên đạn mà địch đã bắn vào trại để kích động dân ở đây phải quay về núi, mà ở đấy địch có thể lại lợi dụng được họ. Việc chuyển tiếp sang kế hoạch 1970 được tiến hành không đứt đoạn, bởi giờ đây ai cũng hiểu rằng công tác Bình Định đã mang một thay đổi thực sự đối với chiến tranh và Tổng thống Thiệu đã có lý khi dành ưu tiên cho nó. Mặt khác, Thiệu vẫn tiếp tục các chuyến đi kinh lý hàng tháng ở cả bốn vùng chiến thuật để tự mình xác nhận các tiến bộ đạt được
và duy trì một sức ép thường xuyên đối với các tỉnh trưởng. Tôi đã quen với việc đứng giữa trời để nghe những lời chỉ trích bằng tiếng Việt của ông, mà tôi hiểu được những điều chủ yếu nếu không phải là chi tiết, hoặc chứng kiến ông được chia đất. Vị trí ngoài lề của tôi trong đoàn của ông cho phép tôi thu lượm được những thông tin bổ ích về một số chương trình này khác. Quy mô rộng lớn của chương trình và những nỗ lực của chúng tôi đã thu hút được sự chú ý của Washington, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Lê. Ông đã nhìn thấy trong công tác bình định cái thực chất của Việt Nam hóa, điều kiện để tăng cường chính phủ và quân đội Nam Việt Nam trong việc thay thế quân đội Mỹ đang rút về nước với một nhịp độ ngày càng tăng. Lê là người anh hùng vô danh trong mọi nỗ lực của chiến tranh, được bổ nhiệm ngay sau tổng tiến công Tết, sau thất bại của Johnson và sự kiệt sức của những người dân chủ. Nhà chính trị thông minh này của miền Trung Tây đã hoàn toàn hiểu được sự cần thiết phải đặt cho đúng nỗ lực chiến tranh vào những chỗ nào cần phải giúp đỡ, trong khi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống là chúng tôi không được thua cuộc hoặc là làm ô nhục lời cam kết của chúng tôi bằng một sự đầu hàng. Công thức của ông để dung hòa những nguyên tắc có vẻ trái ngược nhau ấy là Việt Nam hóa nỗ lực quân sự đi đôi với Bình Định, nông thôn Nam Việt Nam. Với những gì liên quan đến Bình Định, ông đều luôn luôn hỗ trợ chúng tôi về người và phương tiện và không bao giờ bỏ rơi nó. Đường lối của ông đã được cuộc phản công 1972 của Nam Việt Nam hoàn toàn chứng minh là đúng. Giới thông tin báo chí Mỹ ít khi đề cập đến đề tài Bình Định, bởi trước hết nó không mấy ấn tượng, và sau nữa, vì những con số thống kê của nó cũng gặp một số nghi ngờ. Nhưng Ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện do William Fulbright làm chủ tịch quyết định quan tâm đến vấn đề này và thông báo sẽ có một cuộc điều trần vào tháng 1 năm 1970 ở Washington. Trong khi đó, nước Mỹ và Quốc hội ngày càng tỏ ra chống chiến tranh, nên chúng tôi chờ đợi là Bình Định sẽ bị phản đối. Tuy nhiên, tôi quyết định sẽ nhân dịp này làm rõ trước công luận thực chất của chương trình Bình Định và nêu lý do tại sao chúng tôi lại cho rằng nó có hiệu quả. Chúng tôi là một đoàn đại biểu cho co ở các cấp, gồm có tôi, viên chỉ huy chương trình Bình Định, trưởng ban phụ trách người tị nạn, John Van ở Đồng bằng Cửu Long, một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao là cố vấn trưởng của một tỉnh miền núi, một sĩ quan quân đội ở cấp quận, một cố vấn quân sự của lực lượng lãnh thổ trong tỉnh, một đại úy quân đội chỉ huy đội cố vấn lưu động trong một làng ở Đồng bằng Cửu Long và một thượng sĩ lính thủy đánh bộ chỉ huy một trung đội lính thủy đánh bộ sáp nhập với một trung đội dân vệ Việt Nam của một làng ở trung phần Việt Nam. Trong thành phần của đoàn, chúng tôi muốn có đại diện của các miền khác nhau và có tình thế khác nhau có chú ý đến những khu vực mà ở đấy tình hình đã cơ bản được cải thiện và những khu vực vẫn đang còn xảy ra chiến sự. Một loạt tài liệu mô tả chi tiết chương trình được chúng tôi chuẩn bị kỹ. Tôi yêu cầu mọi người trong đoàn ai cũng phải viết một báo cáo đầy đủ và chính xác về những hoạt động của họ. Tôi không yêu cầu họ viết như một lời khai, mà với tư cách một luật sư có kinh nghiệm, tôi chỉ vẽ cho họ cách trả lời trung thực những câu hỏi mà vẫn không cảm thấy mình bị bắt buộc phải khai báo những thông tin mà nếu đưa vào một bối cảnh khác thì nó sẽ có thể bất lợi. Ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện quyết định dành ra một trong bốn ngày để thảo luận về chương trình Phượng Hoàng. Tất nhiên là họp kín bởi chương trình có nhiều điều bí mật. Mới đầu tôi phản đối, khẳng định tôi có thể làm chứng công khai về Phượng Hoàng và thậm chí đó là cách tốt nhất để loại bỏ tính chất huyễn hoặc và bi kịch hóa Phượng Hoàng. Nhưng ủy ban không đồng ý. Tôi bèn đề nghị các vấn đề về Phượng Hoàng cần được nói một cách tương đối đầy đủ trong những buổi họp công khai. Hơn nữa, các nghị sĩ cũng quan tâm đến vấn đề này, nên tôi yêu cầu câu trả lời của chúng tôi cũng nên được đưa ra công khai như tôi mong muốn. Nói chung, phiên họp kín vẫn xoay quanh tất cả những vấn đề đã nói và sau đó, những lời chứng của chúng tôi cũng được phổ biến công khai, trừ tên của một số nhân vật CIA cần phải giữ kín. Tôi đặc biệt được an ủi và yên lòng bởi một bài báo của tờ Washington Post xuất hiện ngay ngày đầu của cuộc điều trần, một tiểu xảo quen thuộc của báo chí để câu khách. Bài báo cho biết chương trình tiến hành không được tốt và nêu lên một số yếu kém mà tác giả lấy được các báo cáo hàng tháng của các tỉnh gửi chúng tôi. Tuy nhiên, tác giả nói thêm chương trình Phượng Hoàng không phải là một chương trình nhằm để sát hại, giết chóc, mặc dù ông đã cố công tìm kiếm bằng chứng.
Một bài báo khác viết trong tờ New York Times kết luận rõ ràng sở dĩ Phượng Hoàng gây tai tiếng này khác là do tính thiếu hiệu quả của nó, nạn tham nhũng và những lỗi lầm của nó, hơn là vì chế độ khủng bố của nó. Thiếu những yếu tố giật gân nên báo chí chóng chán và vào ngày họp thứ ba, các máy quay phim chụp ảnh biến mất và bàn dành cho báo chí thì gần như bỏ trống. Sự quan tâm của các nghị sĩ cuối cùng cũng nhạt đi và duy nhất chỉ còn chủ tịch Fulbright là cố bám vào những chi tiết này khác của rất nhiều chương trình có liên quan. Những báo cáo thống kê trong năm đó chỉ rõ những tiến bộ đều đặn, điều mà chuyến đi của tôi đã xác minh. Cuối năm, tôi đã có thể ngủ đêm tại những khu vực mà năm trước chúng tôi gọi là lãnh địa của thổ dân và đi lại ngang dọc trên những con đường, những con kênh mà lúc đó nếu thận trọng thì người ta không nên đi. Điều ấn tượng nhất có lẽ là chuyến viếng thăm đêm mà John Van tổ chức cho tôi và một phóng viên đến một thôn nhỏ của tỉnh Kiến Hòa, nơi được coi là cái nôi kháng chiến của Cộng sản Đồng bằng Cửu Long. John Van hãnh diện về một ngôi nhà mà trước đây bà Nguyễn Thị Bình đã sống ở đấy. Nay bà là Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ lâm thời của Cộng sản Nam Việt Nam và đang dự đàm phán ở Paris, nơi bà thường tiếp những người Mỹ chống chiến tranh. Trong nghĩa trang của làng, hãy còn những bia mộ của các liệt sĩ Cộng sản được trang trí nền đỏ sao vàng. Điều đáng chú ý nhất là trong đêm ấy, để bảo vệ cho chúng tôi yên giấc, John Van, tôi và 3-4 người Mỹ khác, chúng tôi chỉ có một số đơn vị thuộc lực lượng lãnh thổ và dân vệ vẫn làm nhiệm vụ thường xuyên canh gác ở đấy. Rõ ràng là tình hình đã thay đổi nhiều ở vùng này. Chúng tôi đưa ra một phương thức, tức là hệ thống mới, để đánh giá thái độ của dân chúng bằng cách thăm dò dư luận. Để đánh giá đúng đắn những thay đổi chính trị, điều mà chúng tôi coi là mục đích chính của chương trình, chúng tôi cần phải có một chỉ dẫn tốt hơn là những thống kê khách quan về những sự cố do địch hay sự có mặt của các đội phòng vệ vũ trang ở các ấp hay các cuộc bầu cử ở địa phương gây ra. Chúng tôi ý thức được một nguy hiểm, đó là người nông dân danh mãnh sẽ trả lời chúng tôi theo như những gì mà họ đoán chúng tôi muốn nghe. Vì vậy những người hỏi cần phải có sự chuẩn bị đặc biệt để dẫn dắt câu chuyện sao cho người nông dân không có gì phải lo ngại, khiến họ nói ra được những lời kêu ca phàn nàn hơn là chỉ trả lời thẳng vào những câu hỏi quen thuộc. Đương nhiên những người hỏi phải là người Việt. Tổng thống Thiệu và Hội đồng Trung ương hiểu rằng bằng cách thăm dò tâm trạng của những người dân, người ta có thể đánh giá được thực tế kết quả đạt được của chương trình Bình Định và do đó sẽ ủng hộ chúng tôi trong công việc. Tất nhiên chúng tôi không nghĩ phương thức thăm dò này cũng như nhiều phương thức khác là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng khác nhau giữa vùng này và vùng khác và từ đó sẽ công nhận hay phủ nhận những gì viết trong các báo cáo khác. Giống như trong sinh nở, sau khi những cơn đau ban đầu qua đi, phương thức thăm dò này bắt đầu cung cấp những gì chỉ dẫn quý báu về dân chúng lo ngại và về những gì mà mọi suy nghĩ về các chương trình khác nhau. Với đôi chút ngạc nhiên, chúng tôi phát hiện ra trong toàn cục, người dân rất tin tưởng vào sự che chở của quân đội Mỹ và cũng gần như thế là sự che chở của quân đội Nam Việt Nam. Cuối cùng rồi mới đến cảnh sát và đó là điều chúng tôi không ngạc nhiên. Những điều lo ngại do việc thực hiện chương trình Phượng Hoàng không nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Nhưng điều lạ lùng là dân chúng tán thành mục tiêu của nó là tăng cường những biện pháp phòng vệ để chống lại hạ tầng cơ sở bí mật của Cộng sản. Tất cả mọi người đều được hưởng những thành quả của việc cải thiện kinh tế, xã hội và tỏ lòng tin tưởng đối với chính quyền địa phương. Và đó là một sự xác nhận thú vị đối với chiến lược cơ bản của công tác Bình Định của chúng tôi. Bầu không khí được cải thiện cũng cho phép chúng tôi thực hiện được nhịp độ của các kế hoạch thực hiện. Một hôm, trong khi chiếc trực thăng của tôi cất cánh từ tổng hành dinh lính thủy đánh bộ Mỹ ở Đà Nẵng, tôi nhận thấy ở phía dưới tôi có hai chiếc thuyền buồm rõ ràng là do một nước phương Tây sản xuất. Chẳng cần phải điều tra lâu, tôi biết đây là hoạt động của một số sĩ quan lính thủy đánh bộ, những người không muốn mất đi cái thú chơi thuyền buồm từ thời Annapolis. Điều tra sâu hơn một chút, tôi thấy mình có khả năng mượn được của họ một chiếc thuyền để hôm nào đó có thể rong buồm ra chơi trên vịnh Đà Nẵng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Vài tuần sau, đại sứ Bunker có một chuyến công du ra vùng ấy cùng với phu nhân, bà cũng là đại sứ Mỹ ở Nepal. Để nghỉ ngơi một chút, tôi đã mời ông bà một ngày đi chơi biển.
Biết đại sứ cũng rất thích thuyền buồm, Bộ Tư lệnh Lính thủy đánh bộ đã tổ chức cho chúng tôi nhiều chuyến đi khác. Thủy thủ đoàn của họ đôi khi còn có cả những sĩ quan thuộc ekip vận động viên Thế vận hội. Chúng tôi đã có những giờ phút thư giãn thú vị như thế, tuy rằng ngắn ngủi sau một tuần làm việc căng thẳng. Nhưng trước hết, đối với chúng tôi, những chuyến đi ấy đã chứng tỏ rằng chỉ trong 2 năm, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ to lớn biết bao. Phần 6. Chiến thắng. Tết 1971, một cuộc dạo chơi ở nông thôn. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho các kế hoạch năm 1971, thực tế đối với tất cả chúng tôi, người Mỹ cũng như người Việt Nam tham gia chương trình Bình Định, là tình hình đã thay đổi. Khả năng mang lại những cải thiện quan trọng cho đời sống của người Việt Nam cả ở thành thị và nông thôn giờ đây đã mở ra trước mắt chúng tôi. Việc tăng quân số, trang bị và huấn luyện của các lực lượng Việt Nam, đặc biệt của các đơn vị bảo vệ lãnh thổ và tự vệ dân chúng, đã đảm bảo được an ninh 24/24 giờ trong các khu vực mà trước đây đêm nào người dân cũng phải nơm nớp lo sợ Cộng sản tấn công. Quân đội chính quy Nam Việt Nam đã thay thế cho các lực lượng Mỹ đang rút quân với nhịp độ nhanh, như các báo cáo hàng tuần cho biết. Đành rằng không được trang bị nhiều trực thăng thiết giáp và pháo binh nặng như quân đội Mỹ, nhưng chương trình Việt Nam hóa của tướng Abraham cung cấp cho họ những phương tiện rõ ràng là hơn hẳn so với hồi trước đây 2-3 năm. Bây giờ với khả năng cơ động và sức mạnh, hỏa lực họ có, họ đủ sức để vận dụng chiến lược phòng thủ phản công quân đội Mỹ, để tiến lên vùng núi đánh bật quân chủ lực Cộng sản, thay vì như trước đây cứ thụ động chờ đợi quân địch đến tấn công. Ở nông thôn, nhiều vùng đã đạt tới mức dân chúng có thể tập trung nơi xảy ra chiến sự. Trừ những khu vực hẻo lánh, còn ở các nơi khác, người ta có thể yên tâm sáng sáng đi chợ, không phải lúc nào cũng canh cánh lo sợ có một quả mìn du kích Việt Cộng cài đặt trong đêm, làm nổ tung chiếc xe hàng trên nóc xếp ngổn ngang, nào rau quả, cá núi, lợn gà, và bám vào thành xe là những khách đi quá giang. Đạn cối hay rocket không còn bắn vu vơ vào thành phố hay căn cứ. Và trên con đường lớn nối Sài Gòn với đồng bằng Cửu Long, người ta có thể đi lại suốt đêm để chở hàng ngược xuôi Nam Bắc. Những cải thiện rõ rệt về an ninh địa phương, những tiến bộ kinh tế ở các ấp xã, những dòng người đi lại bằng Honda thay cho đi bộ, những hội đồng hương chính đang dự kiến những kế hoạch công ích có sự trợ giúp của nhà nước, những nông dân chăm chỉ cấy cày cho những vụ mùa mà họ yên tâm chắc chắn sẽ được thu hoạch, các trẻ em cắp sách đến trường và được tiêm phòng sốt rét. Tất cả các cảnh tượng ấy tạo cho người dân cảm giác mà nó nhanh chóng lây lan sang quân đội và chính phủ là cán cân đang nghiêng về phía có lợi cho nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Trong thời gian thực hiện kế hoạch 1970, một hôm trong nhiều chuyến tôi đi theo Tổng thống chợt tâm sự với tôi là theo ý ông, Tổng thống Diệm đã cai trị đất nước rất tốt. Có lẽ Thiệu cũng thấy ông có những điểm nào đó tương đồng với Diệm, nhưng trái ngược với Diệm, làm việc gì ông cũng có chú ý để được sự tán thành của người Mỹ. Mà một trong những minh chứng là sự tham gia của chúng tôi vào chương trình Bình Định. Vì vậy, các thành viên của Hội đồng Bình Định và Phát triển Trung ương của Việt Nam và mạng lưới các cố vấn của CO đã liên kết với nhau để hợp thành bộ tham mưu của chương trình. Quan tâm tới việc giữ vững tốc độ đã đạt được, khi năm 1971 tới gần, Tổng thống Thiệu và Hội đồng Trung ương bắt tay vào chuẩn bị cho kế hoạch tới. Nhiều năm, người ta đã chê trách rất nhiều rằng những kế hoạch này cũng như những phương pháp điều tra và thống kê phức tạp mà chính tôi đã áp dụng là không phù hợp với một xã hội và kinh tế châu Á. Tôi công nhận chúng tôi đã áp dụng những phương pháp tiên tiến nhất vào cuộc đấu tranh để giành quyền kiểm soát nông thôn, nhưng tôi cũng có thêm chứng minh không phải nó không thành công. Việc bắt buộc các cơ cấu quân sự và dân sự phải thích ứng với một kế hoạch chung, cả ở cấp quốc gia lẫn cấp tỉnh, đã cho phép Tổng thống Thiệu áp dụng được một chiến lược chính trị cơ bản vào nỗ lực của Nam Việt Nam. Việc kế hoạch của Trung ương được kèm theo một kế hoạch cấp tỉnh đảm bảo là thực tế địa phương chứ không phải là những ước mơ mà các vị quan liêu ở Sài Gòn vạch ra trên giấy sẽ được phản ánh ở kết quả cuối cùng. Những chuyến đi thanh tra mà Tổng thống và Thủ tướng tiến hành không ngừng đã mang lại bằng chứng là ở các cấp chính quyền ở đấy đã rất coi trọng chương trình ấy. Việc các tỉnh trưởng phải trực tiếp và cá nhân chịu trách nhiệm về thực hiện các kế hoạch
mà họ đã tham gia chuẩn bị, đã xác định cho họ là họ phải chịu trách nhiệm tới đâu để có thể đưa ra thực hiện chiến lược vết dầu loang. Mục tiêu càng hợp lý và càng thiết thực thì nó càng làm cho người Việt Nam tăng thêm lòng tin là cuối cùng người ta đã tìm ra được một chiến lược có khả năng giành chiến thắng để chấm dứt mọi đau khổ của chiến tranh. Lòng tin ấy lại được củng cố bởi những tiến bộ đạt được. Đường xá đi lại an toàn hơn, mùa màng tốt hơn, hàng hóa nhiều hơn và chiến sự ở những vùng đông dân giảm đi. Cường độ của tất cả các nỗ lực ấy đã xác nhận rằng mọi người đang hy vọng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Và khi kết thúc với những điều kiện tốt, khi mà biết áp dụng một chiến lược rõ ràng là nó có hiệu quả. Kế hoạch 1971 lại càng tăng cường bầu không khí ấy. Muốn nhấn mạnh rằng việc nắm quyền chủ động tấn công trong kiểm soát nông thôn, tức là Bình Định, đã nhường bước cho những mục tiêu dài hơn giúp các làng tự bảo vệ và cải thiện đời sống. Tổng thống Thiệu đã đặt tên lại cho chương trình đổi từ Bình Định và Phát triển sang Phòng thủ cộng đồng và Phát triển địa phương. Tôi cùng với chỉ huy kế hoạch Bình Định Clayton McNamara tìm ra một công thức có vẻ như là tóm tắt được các mục tiêu khác nhau của chiến lược và những hoạt động nhiều hình nhiều vẻ của nó, đó là tự vệ tự quản và tự phát triển. Khi đưa ra Tổng thống, chẳng những ông đồng ý mà còn thêm chữ địa phương vào sau để nhấn mạnh vai trò quyết định của các ấp, xã. Vậy là chương trình 1971 được tổ chức xoay quanh ba từ mấu chốt: tự vệ địa phương, tự quản địa phương và tự phát triển địa phương. Quy mô rộng lớn của kế hoạch đó thể hiện ở các thành phần của mỗi chủ đề. Tự vệ địa phương, an ninh lãnh thổ, lực lượng địa phương, đại đội và tiểu đoàn cấp tỉnh, huấn luyện, trang bị, hoạt động. Lực lượng dân vệ, trung đội ở làng xã, huấn luyện, trang bị, hoạt động. Lực lượng phòng vệ dân sự, dân binh, không lương các làng, làm việc từng phần thời gian, huấn luyện, trang bị, hoạt động. Lực lượng cảnh sát quốc gia tăng cường triển khai về các làng, huấn luyện, trang bị, hoạt động. Phượng Hoàng phát hiện cán bộ bí mật Việt Cộng và hoạt động của họ. Triều Hồi làm suy yếu các phần tử Việt Cộng và đưa họ về ở đâu đấy. Tự quản địa phương, tự quản dân chúng, bầu hội đồng làng, xã và tỉnh, huấn luyện các sĩ quan địa phương ở trung tâm huấn luyện quốc gia. Thông tin cho dân, cơ quan thông tin nhà nước phân phối về các làng. Tổ chức dân chúng khuyến khích các tổ chức tư nhân nông nghiệp, người lao động, lĩnh vực xã hội. Chương trình thanh niên, thể thao, dự án công dân. Tự phát triển địa phương, cải cách điền địa, chương trình ruộng đất cho dân cày, nông nghiệp và ngư nghiệp, chương trình hỗ trợ của nhà nước. Phát triển kinh tế địa phương, thuế địa phương cho các dự án địa phương. Cựu binh sĩ, chương trình cứu trợ, cựu binh, đặc biệt là phế binh. Nạn nhân chiến tranh, cứu trợ người tị nạn, nhà ở, chương trình hồi hương, nhà ở cho những người bị thương. Sức khỏe cộng đồng, mở mang các dịch vụ y tế từ các bệnh viện thành phố cho đến trạm xá ở các làng. Giáo dục, trường học địa phương, đào tạo và giúp đỡ giáo viên. Phát triển lực lượng lao động, chương trình đào tạo lao động, công chính, đường xá, cầu cống thủy lợi. Bưu chính, mở ra các trạm bưu điện ở các làng xã. Tín dụng nông thôn, ngân hàng phát triển nông thôn. Các chương trình phát triển làng xã và tỉnh, trợ cấp cho những người được bầu ở làng xã và tỉnh quyết định. Chương trình tự phát triển của ấp xã, trợ cấp cho các dự án ấp xã do những người được địa phương bầu lên lựa chọn. Chương trình đặc biệt, chương trình đô thị, dự án các trung tâm cộng đồng và phát triển địa phương. Dân tộc thiểu số là chương trình cho người dân miền núi và người Khmer. Ba đề tài chủ yếu của kế hoạch 1971 chẳng khác gì là một khẩu hiệu để quảng cáo. Nó cung cấp những điểm tham khảo để giúp tổ chức tốt hơn chương trình, cũng như để giải thích cho các cộng đồng, nông thôn và thành thị, những người phụ trách dân sự và quân sự, có một ý tưởng rõ rệt hơn về mục đích những hoạt động của họ. Tức là họ, những người tham gia vào những hoạt động rộng lớn và đa dạng như của chương trình này, cần phải hiểu rằng công việc của họ là một phần của một chiến lược tổng thể và mỗi thành phần đều cần thiết cho toàn thể. Kế hoạch 1971 dự kiến phải đặc biệt chú ý cải tiến những thủ tục xét xử và điều kiện giam giữ tù nhân trong khuôn khổ chương trình Phượng Hoàng. Công việc của các kế hoạch trước, như là nâng cấp và cải thiện an ninh của các làng xã, cũng cần được đẩy mạnh. Hàng trăm ngàn người tị nạn phải đưa về làng cũ. Lực lượng tự vệ tiếp tục bảo đảm nhiệm vụ của mình và dám đảm nhiệm tổ chức các dự án tự quản, phát hiện Việt Cộng xâm nhập, phổ biến tuyên truyền các thông báo của nhà nước về tự quản và tự phát triển. Người ta bổ sung thêm vào các thành phần phòng vệ chiến đấu, các đội phòng vệ yểm trợ.
Phòng vệ chiến đấu thì sử dụng vũ khí của cộng đồng, còn các đội phòng vệ yểm trợ, gồm trẻ em và các đội viên phòng vệ cũ, đào hầm, đào hố, báo động có Việt Cộng và bằng nhiều cách khác nhau, tham gia vào nỗ lực tập thể trong công tác phát triển. Kế hoạch dành một vị trí quan trọng cho chính quyền ở các ấp, xã. Những quyết định liên quan đến chương trình cải cách điền địa như là vạch ranh giới, ruộng đất, chia thửa ruộng nào cho ai là do một ban chia đất của làng xã phụ trách, chứ không phải do các viên chức đến từ Sài Gòn làm. Bộ bưu chính thì có nhiệm vụ phát triển các xã trong mạng lưới bưu cục và điện thoại mà trước kia chỉ có ở các thành phố, thị trấn. Còn về tín dụng nông thôn, nó cũng được giao cho một ban tín dụng cấp xã quản lý. Bởi vì ban này thì có điều kiện tốt hơn để hiểu được những rủi ro của một số khoản vay. Ở Malaysia, vài năm trước tôi đã có dịp quan sát một phương thức mà sau đó chúng tôi đã thực hiện ở các làng xã Việt Nam. Phương thức này rất đơn giản. Nó chỉ là một quyển sổ, trong đó người ta ghi lại mức độ an ninh, tình hình bầu cử và tổ chức các ban, tài nguyên kinh tế và xã hội như là sản xuất lúa gạo, trường học, bệnh xá và các công trình công cộng khác của địa phương. Các ghi chép về tình hình hiện tại ấy sẽ là căn cứ cho kế hoạch sản xuất năm sau. Nó cung cấp cho người dân hay là khách tham quan một cái nhìn nhanh chóng về thực tế địa phương và về các kế hoạch tương lai, không phải dưới dạng những điểm chung mà là những cứ liệu chắc chắn về địa lý và thống kê, mà dựa vào đó người ta có thể đánh giá những tiến bộ thực tế. Tôi đã hơn một lần gặp Tổng thống Thiệu trong dịp đến thăm một xã. Ông đã xem sổ trước rồi mới đến thăm một cây cầu được ghi làm trong đó. Ở Malaysia, đúng đó là điều mà Thủ tướng Jarak đã thực hiện. Kế hoạch mà chúng tôi xây dựng cũng đưa ra những phương hướng mới cho các chương trình quốc gia. Cho đến bây giờ, các bệnh viện quân y và dân y ở Việt Nam đã hoạt động như những thực thể độc lập. Bệnh viện quân y hoạt động tốt hơn bởi nó được hưởng trợ cấp của Mỹ qua ngân sách của Lầu Năm Góc, trong khi các bệnh viện dân y đành phải bằng lòng với những khoản dư thừa của cứu hộ nước ngoài. Chúng tôi đề ra những biện pháp để hai loại bệnh viện ấy sẽ liên kết với nhau để chăm sóc các bệnh nhân, cả dân thường và quân nhân, nhất là số thường dân, những người bị thương do chiến tranh. Một bộ mới được thành lập để chăm sóc 200.000 cựu binh sĩ, 40.000 thương phê binh, 60.000 đàn bà hóa và 300.000 con côi do chiến tranh. Nhiều biện pháp khác đặc biệt cũng được đề ra, công nghiệp cá hộp, xí nghiệp đông lạnh, chứng minh thư bằng chất dẻo kèm theo ảnh do cảnh sát quốc gia cấp. Chương trình thanh niên được làm phong phú bởi các dự án về thể thao, hoạt động văn hóa, lập hội, dưới quyền kiểm soát của trường thôn. Những bước đầu tiên theo hướng dân chủ đa nguyên được thực hiện. Các ấp xã được khuyến khích để lập, không có sự trợ cấp của nhà nước, những tổ chức tư nhân theo 3 loại, văn hóa và giáo dục, bao gồm cả thể thao và thanh niên, xã hội, kể cả sức khỏe, kinh tế, kể cả công đoàn và hiệp hội nông dân. Mục tiêu năm đó là mỗi một công dân đều tham gia vào ít nhất là một trong những hoạt động cộng đồng ấy. Trong vài tuần lễ, khi những ngày Tết đến gần, chúng tôi đã có thể cảm thấy mức độ rộng lớn và sự vững chắc của bước phát triển ở nông thôn. Tôi quyết định tiến hành một thử nghiệm. Đã gần 3 năm nay, tôi chuyển John Van từ vùng xung quanh Sài Gòn xuống đồng bằng Cửu Long, với tất cả những khó khăn mà công tác bình định gặp ở đấy. Trong thời gian đấy, tôi đã phải can thiệp 3 lần để cứu cho John thoát khỏi những thịnh nộ của cấp trên do tính nói thẳng của anh trước báo chí Mỹ gây ra. Lần cuối cùng chính là lần ban cơ nổi giận và ông đã không úp mở bảo tôi phải tống cổ anh ta đi. Mặc dù đã bị cảnh cáo nhiều lần, đại sứ nói, John Van vẫn tiếp tục giữ cái thói bất tuân thượng lệnh. Tôi phải trình bày Van là một người thực sự quý đối với chúng tôi, để chúng tôi có thể tính đến chuyện để mất anh ta, và tôi cam đoan với đại sứ là chuyện đó sẽ không tái diễn. Sau đó, tôi sát xà phòng cho Van một trận. Van tỏ ý hối hận và hứa sẽ không thế nữa. Điều mà tôi rất hy vọng nhưng mà chẳng mấy tin đâu. Và Van vẫn tiếp tục nhiệm vụ của anh ta ở đồng bằng Cửu Long. Giờ đây, tôi có một chuyện khác muốn yêu cầu John Van. Biết anh có thú thích đi công du bằng xe máy, nhiều khi rất nguy hiểm, trên những con đê vào những vùng sâu của đồng bằng Cửu Long. Tôi đề nghị anh cho tôi cùng đi, gợi ý nên nhập dịp Tết để tổ chức chuyến đi. Viễn cảnh đó khiến cho Van thích thú. Chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến du xuân qua đồng bằng Cửu Long, đi từ Cần Thơ đến một tỉnh giáp biên giới Campuchia. Chúng tôi còn phải đi một mình, không có ai giúp đỡ. Nhưng mà để cẩn thận, John Van cho túc trực vài chiếc trực thăng để khi có động
là lập tức nhận được tin gọi radio của chúng tôi. John Van và tôi đã trở nên gần gũi, nhưng không bao giờ vượt quá quan hệ công tác. Chúng tôi thường gọi điện để bàn bạc cùng nhau về những gì cần làm cho chương trình Bình Định ở đồng bằng Cửu Long. Chúng tôi thảo luận xem có thể ưu tiên cho vùng này đến đâu trong việc tăng quân số hay phân phối súng M16 cho lực lượng tự vệ dân chúng, trong khi các địa phương khác cũng đang có yêu cầu cấp bách và tranh nhau đề nghị. Chúng tôi đi tới chỗ thống nhất là đồng bằng Cửu Long cần phải được ưu tiên, bởi nếu chúng tôi có thể vượt qua được sự nghiệp của Cộng sản ở một vùng đông dân nhất xứ này, thì có nghĩa là chúng tôi có thể thắng được chiến tranh nhân dân. Tôi đánh giá John Van đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh có thói quen bất ngờ xuất hiện ở một quận hay một làng nào đó để kiểm tra xem tình hình thực tế ở đây có đúng như là các cố vấn đã báo cáo hay không. Các nhà chức trách địa phương rất biết Van và họ hiểu rằng các báo cáo của anh sẽ có mặt ở văn phòng Tổng thống và Thủ tướng, cho nên họ rất coi trọng Van. Đã hơn một lần, Van nghỉ lại ở một tiền đồn xa xôi nào đó và ở đấy chính Van đã tự mình gọi điện xin tăng viện và trực thăng vũ trang tới ứng cứu khi mà đồn bị tấn công. John Van hẳn có lý khi anh khen tướng Ngô Quang Trường về những phẩm chất chiến đấu của ông ta khi ông này đã vào một đồn nhỏ cô lập hẻo lánh. Nhưng khi Tổng thống Thiệu điều trưởng ra chỉ huy vùng phía Bắc, một vùng đối diện với Bắc Việt Nam mà chắc chắn ở đấy Trường có thể thi thố được tài năng, thì tôi không thể đồng tình với John Van khi thấy Van tỏ ra phấn khởi về việc người đến thay Trường là tướng Ngô Du. Mặc dù ở Việt Nam đã lâu, John chưa bao giờ học tiếng Việt Nam, cho nên tôi ngờ John rất thích Du bởi vì Du nói tiếng Anh rất lưu loát và sẵn sàng làm theo những gì John nói. Dù thế nào, Neil Sheehan đã nói đúng về một điểm. John thực sự rất muốn được chỉ huy, thậm chí nếu có phải núp sau một tấm bình phong Việt Nam. John đã quá bị bức xúc bởi những thất bại, sự thiếu năng lực hay đơn giản tính vô hiệu trong công việc của người Việt Nam, cho nên anh không thể chịu đựng nổi quá trình lâu dài của việc xây dựng lòng tin và tính độc lập của Việt Nam, điều mà tôi thấy cần thiết cho sự thành công của Việt Nam hóa và Bình Định. Theo tôi, lòng tin và năng lực trong công việc của người Việt Nam đã thực hiện sự tiến bộ, dù cho John và nhiều người trong chúng tôi tỏ ra bất công đối với họ. Chúng tôi có thể lợi dụng được tính hiệu quả của người Mỹ, nhưng mà không vì thế mà quên mất mục tiêu lâu dài là quyền tự trị của người dân Việt Nam. Vì thế, nếu quân Mỹ có phải rút toàn bộ và không chậm trễ, thì ưu tiên số 1 trước hết vẫn là phải làm cho Nam Việt Nam đủ mạnh, trong khi hy vọng rằng cuối cùng, cùng với thời gian, nó sẽ đạt được tự trị một cách trọn vẹn. Nếu John không đủ kiên nhẫn về điều đó, thì không phải vì thế mà anh không hết lòng với ưu tiên cần thiết đó. Tết là một lễ hội của dân tộc Việt Nam. Trên con đường bị bom làm hư hại, người về thăm họ hàng, quê hương đông như kiến, khiến chúng tôi phải tìm đường vòng tránh. Khi phanh xe của tôi bị hỏng, John nằn nỉ đổi xe anh cho tôi, lấy cớ là nếu ngài đại sứ bị thương thì đoàn của chúng tôi sẽ không còn lý do để tồn tại. John khẳng định anh có thể lái một chiếc xe tồi tốt hơn tôi rất nhiều, và khi thấy anh tự nguyện và hết lời nài nỉ thì tôi đã nhượng bộ. Cuối ngày chúng tôi đã tới nơi và chúng tôi có thể ngắm quang cảnh biên giới Campuchia, nơi Việt Cộng ẩn náu. Sự trái ngược giữa những chuyến đi yên ả này với những trận phục kích liên miên, những chướng ngại vật dọc đường và những tiểu đoàn địch chúng tôi gặp 3 năm trước thật đáng kinh ngạc. Từ Tết 1968 đến Tết 1971, chúng tôi đã có cảm giác như là nó đã cách xa nhau hàng năm ánh sáng. Nếu cần bằng chứng thì John đã cung cấp nó cho tôi. Tối hôm ấy, John thú nhận với tôi là anh đã hoàn toàn được thuyết phục bởi hiệu quả của chương trình Bình Định, nên anh quyết định từ nay anh sẽ không nói gì đến nó nữa. Anh sẽ không nói với báo chí về những lời chỉ trích liên quan đến tính chất quân sự quá mức của cuộc chiến tranh của người Mỹ hay những yếu kém và thất bại của nhiều quan chức Việt Nam và Mỹ. Chắc rồi anh sẽ giữ được thái độ ấy bao lâu, tôi không biết, nhưng quả rất vui mừng khi được nghe anh nói thế.